Quá tuyệt vời khi tình yêu nước kết hợp với hoa tay được thể hiện một cách độc đáo trên da thịt, tác phẩm gây tranh cãi nhất mạng xã hội ngày hôm nay. Người ta có nhiều cách để thể hiện tình yêu nước, có người thì đi xem phim, đào phở và piano, có người thì lại chọn cách xăm lên da thịt mình những hình ảnh đặc trưng giống như chàng trai này đây. Để có thể hoàn thành được tác phẩm này, anh cùng ekip đã phải mất rất nhiều thời gian thực hiện. Đầu tiên, anh xăm chữ Việt Nam, trung tâm là hình ảnh Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc. Xung quanh từ trên xuống dưới có rất nhiều những hình ảnh quen thuộc với mỗi người dân Việt Nam. Hình ảnh bản đồ Tổ quốc, chữ S có đầy đủ hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Chiến thắng Điện Biên Phủ, hình ảnh Bác Hồ đọc bảng tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Hình ảnh chiếc xe tăng húc đồ dinh tổng thống hay là cả nguyên văn bản tuyên ngôn độc lập nữa. Anh chia sẻ, xét về kỹ thuật xăm thì đây không phải là tác phẩm quá khó hay phô diễn nhiều kỹ thuật. Xét về mỹ thuật thì đây cũng không phải là bức tranh quá tuyệt tác. Nhưng cả hai yếu tố gộp lại, cộng thêm những ý nghĩa được thể hiện, thực sự khiến nhiều người phải trầm trồ, ngưỡng mộ, nổi da gà. Bên cạnh nhiều ý kiến khen ngợi về ý tưởng và trái tim nồng nàn yêu nước của chàng trai, thì một số người vẫn còn định kiến với việc xăm mình. Cho rằng ý tưởng thì tốt, nhưng mà xăm kín thân như vậy là mất đi tính thẩm mỹ. Hiện tại thì đây vẫn đang là chủ đề gây tranh luận gay gắt trên mạng xã hội. Quan điểm của bạn như thế nào? Chia sẻ cùng 8TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi trong ngày.